Video này được mang đến cho bạn bởi Content Thịnh Tu, Editor Loader và Tô Quản Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó background để làm việc, học tập, rửa bát. Tiếp tục câu chuyện đang diễn ra ở phần 1. Trước khi được giải cứu, mấy đứa trẻ bắt đầu nếm mùi người dưng nước lã. Bắt đầu với Debbie, hôm nay bà Kamala phải trả một đứa trẻ về vì bố của nó đã ra khỏi tù và đủ điều kiện chuộc con. Vậy nên Debbie phải thế chỗ cho con bé. Debbie đã lợi dụng khi bà Kamala quay đi mà trộn thuốc an thần vào trong cốc nước của bà. Kết quả lát sau bà già ngủ say như chết. Khi con hà mã đang ngáy vang rừng, Debbie bôi keo vào hai mí mắt nó rồi bỏ trốn về nhà sau một ngày bụng đói meo. Chuyện của Kyle và Liam thì không kịch tính đến vậy. Kyle chỉ đơn giản là quá chán khi phải sống như người giàu, đánh răng 3 lần một ngày, đi nhà thờ và ăn đồ chay. Trong lúc đó, Fiona lại tất bật vì một câu chuyện quan trọng hơn, là giành quyền bảo lãnh với Frank sau khi đón mấy đứa em về. Fiona tới gặp luật sư Riddle. Anh này là người quen của anh Jimmy giới thiệu. Riddle yêu cầu cô làm hai việc: khiến Frank hủy quyền nuôi con của họ và chứng minh mình có thể mang lại môi trường ổn định cho mấy đứa em. Ở đây là nhà và lương tháng đủ chu cấp. Về vấn đề lương, Lip đã hỗ trợ khai thuế của Kevin và đổi sang tên Fiona. Còn nhà ở, mọi người cần đi công chứng di chúc của bà Ginger, chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà. Điều kiện cho di chúc là phải có giấy chứng tử, tức một cái xác. Việc này thì Fiona nhờ Veronica được. Mọi người sau đó đã tới nhà xác, xin được một cái xác sắp đi hỏa táng mà không có người nhà. Cái xác được bê vào nhà, hôi rình lên nhưng vẫn phải làm thêm một việc nữa, là cắt bớt một ngón chân vì bà Ginger chỉ có 9 ngón. Khi đã có đủ những mảnh chén thánh, Fiona tới tòa để tranh giành quyền bảo lãnh với bố ruột cô. Tất cả đám trẻ cũng có mặt trong cuộc họp gia đình. Khi được tòa hỏi, hai đứa bé đã nói những lúc ở cùng Frank thì rất vui, còn bữa cơm giấc ngủ ai lo thì chúng không nhắc tới vì trẻ con mà. Nhưng chừng đó không bù đắp được hồ sơ dơ giấy của lão, từ đột nhập, say xỉn gây rối, tiểu tiện nơi công cộng, cộng thêm xúi dục phạm pháp, tàng trữ cocaine đến đẩy bà già xuống biển. Mặc dù Fiona ở cửa trên, nhưng thẩm phán nói rằng trở thành người giám hộ cho lũ trẻ đồng nghĩa với việc chịu trách nhiệm cho tới khi chúng 18 tuổi. Vậy có nghĩa là cuộc sống của Fiona sẽ dính lấy em mình trong ít nhất là 18 năm nữa. Sở dĩ vị thẩm phán nói vậy vì ông có một đứa con gái tầm tuổi Fiona, giờ này thì nó đang đi học đại học thay vì phải làm mẹ của 5 đứa em. Fiona đang đưa ra một quyết định cho toàn bộ tuổi thanh xuân của mình. Sau cùng, khi được thẩm phán hỏi, Fiona vẫn không đắn đo gì khi quyết định mình sẽ là người giám hộ của những đứa em, đồng nghĩa với việc tất cả sẽ cùng nhau trở về mái ấm. Con nhà Gallagher về rồi, thế thì để nhà Jackson cũng xin vía. Trước tiên bà Sheila được gõ cửa bởi một anh chàng gốc Á. Anh ta giới thiệu mình là bố của Gấu Trúc và cậu muốn đưa đứa con thiểu năng của mình về nhà nội. Nếu Sheila đưa lại Gấu Trúc, họ hứa sẽ chữa khỏi bệnh thằng bé bằng y học cổ truyền hoặc là cung phu. Với việc bố ruột Gấu Trúc tới trực tiếp mở lời, bà Sheila chẳng thể nào giữ thằng bé được nữa. Mong là thằng bé được trả cát xê như người bình thường. Ông trời không bao giờ lấy hết của ai. Vừa mất Gấu Trúc thì Karen quay trở về. Có vẻ đường đời đã khiến cho cô gái ngỗ ngược trưởng thành hơn. Karen muốn gửi tới mẹ lời xin lỗi. Cô muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng đã quá muộn để Karen có thể bế con ruột. Vậy có muộn màng cho những mối quan hệ cô đã bỏ lỡ. Karen tới nhà Gallagher để tìm Lip, bảo rằng mình đã định đi theo một gã tới Paris. Thay vì được ngắm tháp Eiffel, cô lại bị hắn cuỗm hết tiền. Sau đó là một loạt những câu chuyện tồi tệ xảy ra. Karen cũng biết chuyện Lip có mối quan hệ mới. Cô nói rằng cậu xứng đáng có được hạnh phúc. Nhìn phản ứng của Lip là biết ngay cậu vẫn còn chút gì đó với tình cũ của mình. Cơ mà tạm bỏ qua chuyện tình cảm gà bông, bởi nhà Gallagher đang phải đối mặt với câu chuyện nghiêm trọng hơn, đó là mất nhà. Hôm trước khi đến cơ quan để nộp di chúc giả, thì Lip đã nhận được thông báo đã có người tới nộp bản khác trước. Đó là ông bác Patrick Gallagher, anh họ của Frank. Sáng nay Patrick đã gọi cả họ nhà mình ra để tẩu táng cho cốt của bà Ginger. Không phải tại một con sông hồ nào đấy, mà là ngay giữa con phố nơi bà đã hành nghề bán hoa suốt 40 năm. Vì người của đường phố thì nên được trở về với đường phố. Sau đó Fiona đã tới hỏi ông về bản di chúc. Đáng buồn là nó đã được công chứng hẳn hoi, nên chỉ có thể mang chữ tình ra mà nói chuyện. Đáng buồn hơn nữa, Patrick không quan tâm mái nhà đó đang là nơi cưu mang 5 đứa trẻ. Nếu nhà mà mất thì quyền giám hộ vừa mới lấy được cũng đi tong luôn. Có vài giải pháp đã được cả gia đình vẽ ra. Đầu tiên là chứng minh di chúc đó là giả, vì bà già đã khuất được 15 năm rồi, trong khi tờ giấy đấy lại được công chứng một năm trước. Nhưng cũng chẳng thể nói ra sự thật đó, vì Frank đã nuốt tiền bảo hiểm suốt từng ấy năm, nên phương án chuyển sang hướng chứng minh Ginger không tỉnh táo khi viết di chúc. Cách thứ hai là sử dụng biện pháp bạo lực. Cái này thì không chắc lắm, tại Patrick có vẻ hổ báo hơn. Vậy nên trước mắt, Lip sẽ tìm hiểu luật chứng thực di chúc, còn mọi người trở lại nhịp sống của mình. Ấy vậy mà ngay sáng hôm sau, lão ta đã mang theo mấy thằng con trai tới để sửa sang nội thất trước khi đuổi mấy chị em ra ngoài vào thứ năm tuần này. Vì thế nên mấy phương án đầu bị gạt bỏ, để tới ngay biện pháp mạnh hơn. Mandy sẽ nhờ mấy ông anh Milkovic của mình tới dọa cho Patrick một phen để khiến ông ta từ bỏ ý định chiếm đoạt căn nhà. Phương án bạo lực chưa bao giờ là ưu tiên của nhà Gallagher, nhưng trong trường hợp tối kỵ này thì Fiona cũng phải xuôi theo mấy đứa em và sử dụng dịch vụ đánh thuê. Ngay tối hôm đó, sau khi nhận tiền, Mickey và ông anh mình đã mang hàng nóng tới xưởng của Patrick. Nhưng như Frank đã cảnh báo, Patrick chẳng phải là một tên vừa. Đến nước này thì Fiona không thể giữ lại căn nhà nữa. Cô mới đề nghị với ông bác hãy cho mình thuê lại căn nhà. Cái giá được đưa ra là 1.800 đô, một con số quá lớn với mấy chị em.
Có vẻ như Kyle đã xem xét đến phương án cuối cùng, cái mà không ai dám nghĩ tới, tức là đưa luôn Patrick về với bà Ginger. Kyle đã thả thuốc chuột vào bánh kẹp của ông ta, để ông bác phải trải qua các triệu chứng được ghi trên bao bì của hộp thuốc. Sáng thứ năm, cả nhà có mặt ở cơ quan để nghe phán quyết về căn nhà. Nhưng một lần nữa, Patrick vẫn sừng sững xuất hiện như một vị thần, đồng nghĩa với việc mấy chị em phải dọn ra khỏi nhà vào sáng mai. Không cần đợi tới lúc đó, một lát sau, cảnh sát đã tới cùng giấy trục xuất. Patrick nói sẽ không kiện vì tội đầu độc nếu cả nhà dọn đi ngay lập tức. Ngay lúc mọi thứ tưởng chừng đã ngã ngũ, thì Debbie bước ra, kể về việc ông bác đã yêu thương mình thế nào khi cho kẹo và chạm vào những nơi đẹp đẽ nhất của con bé. Trong trường hợp này, việc đó cùng lúc là một tin vui lẫn buồn. Dù vậy, cô bé đã giúp Fiona có một hợp đồng thuê nhà với mức giá là $500 một tháng trong suốt 50 năm. Nếu bạn có để ý thì trong cuộc hành trình giữ lại căn nhà, Frank không có mặt. Một là vì lão đâu có ngủ ở nhà, hai là vì lão là Frank mà. Frank đang bận tới lui ở hội cai nghiện, nơi mà ông gặp được một người bạn thật sự tốt, người sẽ gián tiếp khiến cuộc đời ông rẽ ra một hướng khác. Xin giới thiệu Chris, người mới cai rượu được 2 tuần. Chris vì cảm mến Frank nên đã nhờ ông làm người bảo trợ cho mình. Frank thì không ham hố mấy cái bảo trợ này lắm, nhưng khi nghe tới việc được sống chung với nhau, hay với cách hiểu là có chỗ ăn chỗ ngủ, lão bắt tay ngay. Giới thiệu một chút về Chris, tên đầy đủ là Christopher. Công việc của ông là xử lý chó mèo đi lạc trong thành phố. Đừng hỏi tôi xử lý ở đây được hiểu theo nghĩa nào. Chỉ cần biết là sau khi xử lý, người ta không thấy con nào đi lạc nữa. Có một vài con được Chris mang về nhà, theo dạng nhồi bông. Được cái từ khi Frank tới, Chris vui vẻ hẳn lên. Về nhà là sắn tay vào bếp, nhưng lão già đánh hơi được ngay mùi chí chá. Sau khi gặng hỏi, Chris mới thừa nhận là mình không hề nghiện rượu, mà chỉ kiếm cớ tới trung tâm để tìm bạn cùng nhà. Frank đã mang câu chuyện kỳ lạ này tới quán rượu, thì được Kevin xác nhận ngay. Người bạn mới của lão có đầy đủ các đặc điểm của một tên sát nhân biến thái. Tối hôm đó, sau khi rời quán rượu, Frank không trở về nhà, để cho Chris phải đi tìm khắp nơi. Tới khi tìm được lão ở khu gầm cầu, Chris mới giải thích mọi chuyện. Ông ta thú nhận mình hơi kém khoản giao tiếp, nên đôi khi làm người ta sợ. Giờ mà Frank chịu về ở chung, thì rượu vang hay bò beefsteak, Chris cũng mua cho hết. Chỉ chờ có thế, đôi bạn già chung tay nhau về mái ấm. Cứ coi như cả bố lẫn con nhà Gallagher đều đã xong chuyện rồi đi. Nhưng tôi vẫn phải cảnh báo cho bạn về một cơn bão sắp ập đến. Sau khi gặp Karen ở trường, Mandy đã có chút bất an. Ngay tối hôm ấy, cô muốn sự xác nhận của Liv về tình cảm của cậu. Nhưng tất cả những gì Liv cảm nhận được chỉ là sự kiểm soát phiền toái. Sau đó Liv đã đuổi Mandy về nhà. Điều Mandy lo lắng không phải là không có căn cứ, khi ngay sau đó Liv mò tới nhà Karen để ôn lại chuyện xưa. Ban đầu thì tỏ ý trách móc chuyện cô xía vào mối quan hệ mới, nhưng về sau thì lại ngựa quen đường cũ. Karen thì cứ ngỡ là đã trưởng thành sau chuyến đi xa nhà. Ai ngờ câu chuyện Paris lừa tiền chỉ là bịa đặt. Thực chất Karen đã ở nhà của tên châu Á, và chính cô cũng là người đã gọi phía nhà bên đó tới đón bé gấu trúc để dọn đường cho cuộc sống hưởng trọn vẹn tình yêu của bà mẹ Sheila. Nhân tiện nói đến bà Sheila, bà có tham dự một cuộc hội thảo nhỏ của các gia đình có con bị thiểu năng. Tóm tắt buổi hội thảo đó, ngoài những đứa ngồi xe lăn ra thì những người còn lại muốn đứng lên đòi quyền cho những người thiểu năng. Ngoài họ ra thì đám người thường không được dùng cái đó. Nghe thì biết ngay là biên kịch đang muốn châm biếm cái gì. Quay trở lại, sau một lần lời qua tiếng lại với bà nội gấu trúc, Sheila biết được Karen chính là người bảo bà ta đến đón cu con. Từ đó chẳng có hứng làm việc nữa, cứ nằm im một chỗ. May là hôm nay Debbie có ghé qua nhà. Cô bé đã dùng trái tim ấm áp của mình an ủi cho người bà ngoại bất hạnh. Không cần phải nói đạo lý sâu sắc đắc nhân tâm, Debbie chỉ đơn giản ngồi sơn móng tay cho bà cô. Vì theo lời mẹ con bé, khi vẻ ngoài được tút tát thì tổn thương bên trong cũng sẽ được chữa lành. Dù vậy thì quan hệ giữa hai mẹ con vẫn đang rất căng thẳng. Sheila thì tuyệt giao, không thèm đáp lại lời Karen. Thử hỏi giờ sao đối diện với một đứa con gái không muốn giữ lấy đứa con của mình, rồi còn nói với người ngoài là mẹ mình bị tâm thần. Đúng là ở một vài khoản Sheila có hơi ác liệt, nhưng trong khoản nuôi dạy em bé, ta luôn thấy bà là một người cực kỳ tận tâm. Trong khi đó thì đứa con gái đâu vẫn vào đấy. Karen và Liv lại quay về mối quan hệ mập mờ. Mặc cho Mandy vẫn đang cố gắng cải thiện tình yêu lẫn tiền đồ của Liv, cô nộp đơn cho Liv vào những đại học nổi tiếng như MIT, Stanford, nhưng mà Liv lại khó chịu với điều đó. Cậu gộp lại luôn mấy việc hờn ghen của Mandy lại, rồi xỉ vả cô đừng kiểm soát mình như một bà mẹ. Dù Mandy có tự ý quyết cơ mà đó hoàn toàn là ý tốt. Sau khi từ trường về nhà, Liv gặp được người đại diện hội cựu học sinh MIT. Anh ta muốn đến để phỏng vấn học sinh có điểm GPA 4.6. Ban đầu Liv tỏ ra không có hứng, nhưng khi bị khích đều vài câu, cậu đã vào trong nhà, viết luôn một bài luận gồm 250 từ dựa theo chủ đề được giao. Từ đó trình bày mong muốn của mình nếu được vào MIT. Liv muốn học khoa robot học, không phải trong mấy cái giảng đường 200 chỗ ngồi, mà được thực hành với người thật việc thật. Kết quả thì cần phải đợi thêm, còn bản thân Liv sau việc này cũng thấy biết ơn đồng thời có lỗi với Mandy. Nên sau khi gặp mặt, Liv đã cảm ơn bằng lối giao tiếp thường thấy giữa hai người. Cứ tưởng vậy là mọi chuyện đã êm đẹp, thì Karen lại nối máy đến và bắt đầu cà khịa Mandy. Cô ta nói sẽ chiếm lại Liv và thao túng anh như ngày xưa. Và đó là lúc Mandy được nhắc về dòng máu Milkovic đang chảy trong mình. Tối hôm đó, khi Karen vừa đi bộ ra khỏi nhà, thì bất ngờ một chiếc xe lao tới tông cho cô bất tỉnh nhân sự. Ai cầm lái chiếc xe này chắc hẳn bạn đã biết. Chuyện sống chết của Karen xin nhờ cậy vào bác sĩ. Trong thời gian đó, Fiona vừa có một công việc full time mới ở vị trí chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Công việc thì được lên kịch bản sẵn rồi.
Nếu khách hàng nói muốn bàn luận về phim thì mời họ vào group phim này hay phết. Còn nếu muốn recap tiếp phần thứ tư thì bình luận phía bên dưới. Đấy, công việc chỉ có thế thôi. Ấy thế mà khi khách hàng phản ánh về việc công ty nhận tiền của đạo diễn đạt giải Cánh Diều Vàng 2024 thì cô lại bắt đầu cãi tay bò với người ta. Sau đó người quản lý đã quay lại nhắc nhở cô phải thảo mai trả lời khách hàng như mấy con bot comment. Vừa lòng khách đến, êm lòng khách đi. Khi người quản lý vừa rời đi, Fiona tiếp tục nhận được cuộc gọi từ Veronica để nhờ vả Fiona Google hộ mình về biến chứng của việc cắt bao quy đầu do cô và Kevin đã tranh cãi về việc này. Dù cho đã giảm độ sáng màn hình thì cô vẫn bị đồng nghiệp bắt gặp. Sau đó thì Fiona đã bị triệu tập vào phòng bếp để nhắc nhở về chuyện không bật web linh tinh trong giờ làm. Ngoài ra còn có vụ Fiona trả treo với khách hàng. Hóa ra đó lại là một đối tác lớn. Chớ trêu thay, sau khi biết được công ty liêm khiết, anh ta book ngay hai quảng cáo phim sắp ra mắt của mình. Đó không phải chuyện hay ho duy nhất ở công ty mới. Fiona hôm nay còn tình cờ nghe được giọng của bố mình trong một đoạn video đang được phát tán trên mạng. Ngọn nguồn câu chuyện là thế này. Frank vì muốn sử dụng tiền bảo hiểm của Chris nên đã tới công ty đòi quyền lợi của mình. Ở đây nhân viên giải thích cho lão rằng cần chứng minh được cả hai đã chia sẻ tình cảm và tài chính với nhau trong hơn một năm. Thế là Frank quay ra nói cô ta là kỳ thị người đồng tính. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc đợi xe buýt, Frank nổi hứng cắt ngang vào cuộc phát biểu của một cán bộ đang đi kêu gọi tranh cử. Lão nói mình bị chính quyền chèn ép chỉ bởi vì không kết hôn với một người đàn ông khác, thứ mà luật pháp vẫn chưa cho phép, nên lão không được hưởng quyền công dân như những cặp đôi dị tính khác. Khi đoạn video này được viral trên mạng, Chris đã phải xin nghỉ làm vì bị đồng nghiệp trêu chọc. Thậm chí mẹ ông suýt chút nữa đã lên cơn đau tim khi biết con mình gai. Frank cũng không thoát được khỏi cảnh này, khi vừa vác xác đến quán rượu đã bị mấy thằng bạn nhậu pressing đến mức phải bỏ ngang cốc rượu. Cơ mà trong cái rủi lại có cái may, Frank vì dính mắc gai nên đã được hội đồng tím rủ vào gay ba, rồi bao từ A đến Z tiền bia bọt. May mắn chưa dừng lại ở đó, tài năng ăn nói của Frank đã được một tổ chức chú ý đến. Họ đồng ý bao ăn ở, trả tiền cho lão để Frank trở thành một biểu tượng trong phong trào đòi quyền lợi cho người đồng tính. Câu chuyện được tổ chức đó vẽ ra là Frank, người cha đáng kính nuôi 6 đứa con, phải đến phân nửa cuộc đời mới dám sống thật với chính mình. Trong bài phát biểu của mình, Frank được yêu cầu đọc theo kịch bản, nhưng sau khi đọc câu đầu tiên, lão đã cảm thấy mấy thứ được chuẩn bị thật là nhàm chán, nên đã freestyle theo phong cách bản thân và nhận được những tràng pháo tay giòn giã. Những ngày sau đó, Frank chạy sâu khắp nơi, từ hội nghị kín cho đến các trường đại học. Lão đã trở về quán rượu với một cương vị khác, thoải mái gọi đồ mà không cần ghi nợ. Nhưng khi thành công đến, cũng là lúc các cám dỗ bắt đầu bám lấy chân. Frank bị một tên mặc đồ bảnh bao tới gạ kèo. Hắn sẽ trả ông số tiền cao hơn bên kia, với điều kiện Frank phải nói mình đã hết gai. Khóa điều trị được nhắc tới là Frank sẽ được ngủ với phụ nữ, tới khi nào ông khỏi thì thôi. Kèo ngon thế này chắc chắn Frank sẽ phải phản bội mấy anh em hồng tím rồi. Ai cũng nghĩ vậy cho tới khi liều thuốc được gửi tới. Người đá cặp với Frank là một bà cô lesbian, tình nguyện tham gia để bẻ thẳng xu hướng tính dục của mình. Dù vậy thì Frank vẫn húp sùm sụp bởi vì có tiền mà. Nhưng chơi hai mang chẳng được lâu, lão đã bị một người phục vụ phòng phát hiện và báo cho bên tím tới bắt tại trận. Để chứng minh mình vẫn thuộc cộng đồng, Frank phải thể hiện sự hứng thú trước hai cậu trai trẻ ngay trước mắt người giám sát. Trước khi đi hỏi han tình hình Karen, có một người chuẩn bị đi học làm bác sĩ, đó là Jimmy. Sau khi nhìn bạn bè xung quanh mình công việc ổn định, anh muốn quay trở lại đại học với quá trình tích lũy từ trước. Chỉ cần thêm một năm nữa thôi là Jimmy sẽ lấy được bằng. Fiona nghe đến vậy thì cũng thấy vui phần nào, vì bạn trai mình bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến sự nghiệp. Nhưng có hai vấn đề ở đây, một là trường đại học nằm ở Michigan, mà giờ chuyển qua đấy sống thì sẽ rất xa nơi ở của cô vợ Brazil. Nếu như cô ta bị sở di trú xuống gặp mặt thì sẽ rách việc. Nên là nếu Jimmy muốn chuyển nơi ở thì phải thuyết phục vợ, hay nói đúng hơn là ông bố mafia của cô ta. Vấn đề thứ hai là Fiona, cô không thể chuyển cùng anh tới Michigan vì còn lũ nhỏ ở nhà. Và lại lúc Jimmy nói gần như chỉ là thông báo với Fiona, chứ không có ý định bàn bạc rồi cùng đưa ra quyết định. Vì lý do này nên Jimmy bị dỗi. Trái ngược với cặp đôi có gia đình phức tạp thì Kevin và Veronica vừa mới đón một tin mừng là mẹ của Veronica đã đậu thai. Sớm thôi Kevin sẽ được lên chức bố. Đêm nay sẽ là đêm vui nhất tại quán rượu Alibi. Để kỷ niệm sự kiện này, Kevin đã pha cocktail bằng que thử thai hai vạch. Trong khi một sinh linh đang manh nha hình thành tại xóm nhỏ Chicago thì một sinh mạng khác đang phải chiến đấu để giành giật mạng sống của mình. Karen vẫn đang hôn mê sau khi trải qua hàng giờ liền phẫu thuật, bởi vì cú đâm đã làm não của cô bị chấn thương rất nặng. Dù cho vết sưng trong não đã xẹp xuống, nhưng khả năng để Karen tỉnh lại vẫn cực kỳ thấp. Lip khi biết tin đã không còn tâm trí với Mandy mà lao ngay tới viện. Cậu cảm thấy hối hận vì những lời cuối cùng đã nói với Karen hôm trước, khi nhất quyết muốn chấm dứt chuyện giữa cả hai và nói cô làm cho cuộc đời mình trở nên tồi tệ. Khi này bà Sheila mới an ủi cậu rằng Karen không giận dỗi gì Lip. Chính cái hôm xảy ra tai nạn, Karen đã rất vui khi nhận được tin nhắn rủ hẹn gặp ở công viên. Lip nghe xong mới ngớ người ra vì cậu chẳng gửi tin nhắn nào cả. Nhưng khi mở máy của Karen thì đúng thật là có một tin gửi từ số của Lip. Lúc đó cậu mới bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, rằng vụ tai nạn này đã được dàn xếp. Nó rất có thể được lên kế hoạch bởi chính bạn gái cậu, Mandy. Lúc này ở viện, sau khi đã khuyên được bà Sheila về nhà ngủ một giấc, thì anh thợ xăm bắt đầu ma thuật hắc ám của mình. Ban đầu chỉ là vài cái bóp chân cho lưu thông mạch máu, nhưng khi thấy cơ thể Karen phản ứng lại thì Jody bắt đầu bạo dạn hơn. Ngón tay bắt đầu chạy tới những vùng cỏ mọc. Càng đi xa, tiếng bíp trên máy điện tim đồ càng dồn dập, cho đến khi môi anh chạm vào vùng khởi nguyên. Cũng là lúc Karen bừng tỉnh.
Sáng hôm sau, khi Lip nhận được tin này, cậu nhanh chóng gạt phăng chuyện của bạn gái sang một bên để có thể đến giúp sắp xếp đồ cho Karen về nhà. Khi Mandy trút bỏ sơ mi xuống để thu hút sự chú ý, cô chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh lùng tới từ bạn trai. Trước khi đi, Lip có qua nhà anh Kevin để xin lời khuyên. Phải làm gì khi bạn gái mới đâm bạn gái cũ? Và lời khuyên của ông anh là không được dây dưa với mấy con điên. Một khi chúng nó kiểm soát được mình rồi thì mối quan hệ sẽ trở thành địa ngục. Hai điều cần phải khắc cốt ghi tâm. Thứ nhất là không được kể với cô ta mình làm gì liên quan tới người yêu cũ. Thứ hai là tuyệt đối không được phang, vì oxytocin sẽ làm ta cảm thấy gắn bó. Dù vậy thì tối hôm ấy, Lip vẫn đến nhà Karen. Cô bạn đã có thể nói chuyện và ăn uống lại được rồi, nhưng có vẻ chấn thương đã khiến cô ngây thơ và quên đi một số thứ. Sáng hôm sau, khi nhắc tới gấu trúc, thậm chí Karen đã không còn ghét nó nữa. Cô vẫn nhớ mọi thứ, chỉ là không cảm thấy gì bên trong. Không yêu, không ghét, she has no enemy. Đứng trước người mình đã từng yêu, vẫn còn yêu, nay trở nên tàn phế cũng chính bởi vì mình. Sống mũi Lip bắt đầu cay cay. Trong cơn giận, Lip tới thẳng đám cưới của nhà Milkovic để xì vả Mandy bằng những lời thẳng thắn nhất. Nơi đó trùng hợp thay có một người nhà Gallagher khác đang đau khổ vì con cái nhà Milkovic, đó là Ian. Sau khi thuyết phục không thành, cậu đã chứng kiến từ đầu tới cuối đám cưới của Mickey. Cuối cùng, hai gã đàn ông thất tình đã dắt tay nhau về. Trên quãng đường dài vô tận, Lip bắt gặp ông em trai Cal đang bị cảnh sát bắt giữ vì tội lẻn vào nhà hai ông lần trước đã nhận nuôi thằng nhóc William. Sở dĩ cảnh sát buộc tội Cal vì mật khẩu vào nhà chính là tên thằng nhóc. Trong khi Lip đang lồng lên với hai sĩ quan thì không biết từ đâu Frank xuất hiện. Lão nhận tội hộ Cal và thay nó ngồi xe cảnh sát. Hành động này khiến Lip gửi cho ông một ánh mắt ngưỡng mộ. Thực ra đúng là Frank đã xui con trai đi ăn trộm, nhưng ít ra lần này lão biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình mà không để liên lụy tới gia đình. Trong suốt thời gian xảy ra nhiều chuyện động trời, Fiona lại không có mặt vì đang bận đi team building với công ty. Nói một chút thì trước đó, Jimmy đã lên kế hoạch thuê nhà ở gần trường đại học. Điểm đáng nói là căn nhà anh thuê là một căn studio, không thể đủ cho mấy chị em nhà Gallagher. Nên Fiona đã giận vì một lần nữa trong kế hoạch của Jimmy không hề có cô. Trong cơn lạc lối, Fiona đã gã vào vòng tay của tên sếp nhỏ. Cũng may là cô kịp nhận ra mình sắp đi quá xa và dừng lại. Nhưng Jimmy lại khác. Anh không thể tự quyết định nơi đôi chân mình đặt chân tới. Lý do là bởi vài ngày trước, cô vợ Brazil lại bị sở di trú gõ cửa. Cô ta đã cố gọi Jimmy nhiều lần, nhưng anh lại đang say bí tỉ nên không nhấc máy. Kết quả là ông bố mafia phải đút lót khắp nơi để cô con gái không bị trục xuất. Nhưng lần này là ngoại lệ cuối cùng, Jimmy phải chuyển đi nơi khác. Có nghĩa là rời xa Fiona, không tin nhắn cũng không tạm biệt. Hẳn là mọi người đều đã trải qua một đêm khó khăn. Frank sáng nay thức dậy trong lồng sắt. Đã 12 tiếng rồi lão vẫn chưa được giọt rượu nào vào mồm, đến mức không có đủ sức để đứng vững. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh xá, Frank được chẩn đoán là hư gan và suy thận, hậu quả do bú quá nhiều cồn. Vì lý do này nên Frank sẽ được tại ngoại, bởi nhà tù không muốn tốn tiền chạy chữa cho lão. Chẳng biết tai lão có nghe thủng chữ nào không, mà vừa mới được tự do lại ngựa quen đường cũ, rẽ vào quán Alibi làm chục shot chối hột rửa ruột. Tại đây lão gặp được ông con trai Lip cũng vào châm tiểu ăn mừng tốt nghiệp. Thế là Frank được dịp lên mặt với mấy thằng trong quán. Chả biết lời qua tiếng lại thế nào mà lại gây gổ với Tommy béo. Xong rồi hai chiến hữu giải quyết bằng kèo chống đẩy. Những người xung quanh thấy quá vui nên cũng xuống tiền luôn. Cứ tưởng lão già Frank Gallagher nghiện lòi, ai dè hít đất được hơn 30 cái, rồi húp toàn bộ số tiền cược luôn. Sau chiến thắng vẻ vang này, hai bố con dẫn nhau đi ăn tôm hùm ăn mừng tốt nghiệp và không quên quỳ tiền của nhà hàng. Cha con sau đó đưa nhau đến sân trượt băng để ôn lại kỷ niệm chưa bao giờ có. Vừa trượt được vài nhát, Lip đã nôn ngay một bãi chè. Còn Frank, lão phun ra cả một xô tiết canh. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Frank một lần nữa được cảnh báo về tình trạng cơ thể, rằng lão phải bỏ rượu ngay lập tức nếu không muốn đi gặp bà Ginger sớm. Ai cũng biết là Fiona ghét bố mình đến mức nào, nhưng khi nghe tin ông Lâm bệnh nặng, cô khuyên ông hãy cai rượu vì bản thân cũng như vì con cái, vì chúng sẽ suy sụp nếu như ông ra đi vào lúc này. Tối hôm đó, nhóc Cao một mình đến thăm ông già. Nó cầm tông đơ cạo đầu Frank để giúp bố nó hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời hơn, rồi cũng có thể khỏi bệnh như cách Frank đã chữa ung thư cho Cao. Tới khi khốn đốn ngã bệnh, lão mới biết quý trọng mạng sống và cảm nhận được tình cảm gia đình. Ngay trong đêm hôm đó, Frank đã rời viện, như thể biết được con đường mà mình sẽ đi trong mùa tiếp theo, hứa hẹn một màn phát triển nhân vật đỉnh cao của Shameless. Vậy những người còn lại sẽ kết thúc mùa 3 như thế nào? Người anh em Ian sau khi tan mộng yêu đương đã quyết tâm dành 4 năm sắp tới trong quân đội. Trước khi rời đi, cậu đến gửi lời tạm biệt với người bạn của mình, nhưng thật ra là muốn nhìn Mickey thêm lần cuối. Mickey thì vẫn giữ thái độ dửng dưng. Đến khi nhận ra là Ian không nói đùa về việc đi xa, cậu mới hạ cái tôi xuống và níu kéo tình yêu của mình. Thay đổi là tốt, nhưng có lẽ để cả hai đi được với nhau thì Mickey phải thật sự dũng cảm, sống thật với cảm xúc. Và điều đó không thể nào đạt được trong một sớm một chiều. Anh hai Lip nhận được sự tự hào của Fiona sau khi mang về học bổng. Cậu chính là hy vọng của cả gia đình về việc nhà Gallagher có thể có một cuộc sống tốt hơn. Những đứa em như Debbie hay Cal cần một tấm gương giỏi giang như anh trai mình để không bao giờ tự ti về xuất thân của mình. Tất nhiên đây là một dịp quan trọng nên cả nhà đã mở tiệc ăn mừng. Việc Lip đi theo con đường chính đạo nhờ một phần công lớn từ Mandy. Vậy nên cuối ngày cậu đã gõ cửa nhà người yêu cũ. Sau cùng thì cậu thấy Mandy dù có ác ý nhưng xuất phát từ tình yêu độc đoán dành cho mình. Nếu không có Mandy thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra. Cho dù còn những điều không thể tha thứ cho cô, nhưng Lip vẫn muốn gửi lời cảm ơn. Đó là dấu hiệu cho sự trưởng thành trước khi trở thành một thứ lớn lao hơn.
Nhà Jackson cũng có một cái kết chữa lành khi bà Sheila đồng ý cho Karen cùng gấu trúc đi cùng Jody. Cả ba sẽ tới quê của anh, nơi mà Jody nói sẽ tốt cho việc hồi phục của Karen. Sau tất cả mấy thứ sở thích tình dục kỳ lạ, Sheila vẫn là một người phụ nữ của gia đình, đảm đang và cực kỳ ấm áp. Nhân tiện nói tới gia đình, Kevin và Veronica đã cùng đưa mẹ đi siêu âm. Kết quả được trả lại là cái thai này đã thụ được những 12 tuần, có nghĩa là mẹ của Veronica có thể đã đậu thai ngay từ lần đầu, nhưng lại cố lờ đi những dấu hiệu để được ân ái với con rể nhiều hơn. Thực ra là mẹ của Veronica thích cảm giác gắn kết gia đình, thích cảm giác mình được cần đến, và bà vô cùng trân trọng khoảnh khắc giữa cả ba. Chuyện này vừa kỳ lạ vừa hài hước nhưng cũng thật ấm lòng. Phần cuối cùng sẽ dành cho chị cả Fiona. Sau khi bị anh bạn trai sống chung 2 năm ghost, cô đã tìm mọi cách để liên lạc với Jimmy, nhưng đến bố của anh còn không biết con trai mình đang ở đâu. Sau đó Fiona đã được người giám sát của Jimmy đưa cho một cục tiền, nói đây là thứ anh ấy muốn cô nhận và mong cả hai sẽ bước tiếp trong cuộc sống không có nhau. Số tiền ấy được Fiona sử dụng để đóng tiền nhà và lo cho công việc. Riêng lần này cô đã hỏi ý kiến từ Liv, chứ không tự cho mình là người lớn duy nhất. Đó là cách mùa 3 của Shameless kết thúc, vẫn bựa nhưng đã sâu sắc hơn nhiều. Hẹn sớm gặp lại ở mùa thứ 4 khi mọi thứ bung bét hết. Tôi Quán Quại, xin chào và hẹn gặp lại.